Bấm một hồi mới có người coi hả ta? Chưa có ai. Dạ. Làm đó làm sao? Áo chứ. Ôi, con đứng không dài nè. Đứng không được, bị kẹt, đứng lên, đứng xuống coi. Không đâu, đứng đâu, con ngồi chứ. Cầm dơ lên. Dạ, dạ, con cầm đứng không dơ. Chào mấy anh chị. Rồi, ok. Nãy trước khi tôi ao không có cộng cộng giới thiệu chương trình đặc biệt túi sách để mọi người lên xem. Không sao đâu, mọi người cho ăn chút đi con. Con bắt xem rồi kìa vậy lượng. Ý là hẹn á. Cho con lấy cái túi đó lên luôn. Lấy lên luôn. Chào mấy anh chị. Những anh chị gì? Chào mấy anh chị lên đông đông đi và tuyên bố chương trình shop nè. Băng keo giấy nữa, cho con băng keo giấy. Chào mấy anh chị ơi, lên đi, lên đi. Nghiện đồ si ơi, like thập cẩm nha, nghiện đồ si. Để con lấy điện thoại con ghi. Đúng rồi, chị mẫu hồ đẹp, 15 ngàn. Được không? 15 ngàn chơi luôn, 15 ngàn. Túi sách 15 ngàn. Túi sách 15 ngàn nha, túi sách 15 ngàn, túi sách 15 ngàn. Lên đông đông đi rồi cho mã số nè. Chào tôm bà ngoại. Trời có tôm bà ngoại. Túi sách với đầm 15 ngàn, túi sách với đầm 15 ngàn. Lên 20 người đi cho mã luôn nè. Từ 20 người trở lên nha, cho mã nè. Túi sách với đầm 15 ngàn. Đầm tuyển không? Kim giá đi. Túi sách với đầm 15 ngàn, đồng giá 15 ngàn cái. Sao chơi lớn hả? Hôm qua đá banh đó. Chị ngựa bị... chị ngựa thắng kèo cho nên chị ngựa chơi lớn. Chị ngựa thắng kèo nghe nên chị ngựa chơi 15 ngàn luôn, chơi lớn luôn, 15 ngàn. Đồng, để ghim cái đồng giá 15 ngàn một món. Túi sách với đầm 15 ngàn, túi sách với đầm. Đẹp giống ra, ủa gì? Không nhóm ra luôn tô. Để lên đông đông chứ để mấy anh chị nào bị hút cái uổng. Anh chị nào bị hút là uổng. Đầm túi xách 15 ngàn. Quá sốc luôn. Lên xem đông đông đi mọi người, lên xem đông đông, đầm với túi sách 15 ngàn nè. Lên xem kẻ nha, cái đầm, cái túi, cái đầm, cái túi nha. Đầm với túi sách 15 ngàn mọi người ơi, trời cái này nó cấn cái lưng. Thank you.
chưa không chốt được hả? Ừ. Giờ lên chốt. Số lượng có hạn nha, số lượng có hạn, đầm với túi sách có 15.000 thôi, đầm với túi sách có 15.000, số lượng có hạn nha. Chương trình sẽ bắt đầu sau 2 phút nữa nha, chỉ 2 phút nữa thôi. 2 phút duy nhất, 2 phút. Có dài không? Hả? Dài. Dài đâu? Có không? Không, con không thấy. À, ở trong cái bịch đó hả? Qua cũng có khui một số cái đó cô. Đúng rồi, con có dồn chung rồi đó. Dài hình như có mấy đôi à. Dài lười với cái gì á. Trời ơi là trời. Cái gì đây? Áo vét mà. Ủa, áo vét chơi luôn. Chơi áo vét luôn. Áo vét nè, đầm nè. Trời ơi là trời. Đầm áo vét, túi xách 15.000, đồng giá 15.000 nha. Đó. Trời đất, không biết mấy cái này dơ cho mọi người lên thấy hết không nữa. Ủa này đã nào đầu nào đứt chị trời. Đây là cái áo hả? Cái áo cái đầm dơi. À cái đầm dơi hả? Cái đầm dơi hả? Cái đầm dơi hả? DCS là gì vậy? Đã chia sẻ đó. À vậy hả? Chán con quá. Không có biết. Đúng là chán thì không biết mà. Rồi chưa mọi người, lên nha. Rồi. Lên cái đầm ống trước nè. Ồ, trong đây có ghi. Xé đi chứ để mất công. Đi bị lộn. Chào Xu Trần. Đặng Trần Thảo Nguyên. Thấy Trịnh Hanh Na nha. Rồi em lên luôn nha, không chờ đợi nha, lên nha. Một cái đầm ống nha. Một cái đầm ống body nhúng eo. Đây form như thế này đó, một cái đầm ống body nhúng eo. Mã số 7, mã số 7. Mã số 7 con này mã số 7 nha, mã số 7. Đầm ống nhúng eo nha, mã số 7, mã số 7. Này free size dưới 55 kg nha. Mã số 7 cho ai nè, một cái đầm body. Đầm ôm body, trời ơi có 15.000 ha. Có hết nha, có hết luôn nha. Đặng Trần Thảo Nguyên có nha. Đầm túi xen kẽ nha, like đầm túi xen kẽ nha. Ai lấy cái đầm ống này cho số 7 đi, số 7 cái đầm ống này số 7 nè.
đang xem chấm tương tác nha mọi người, chấm tương tác nha. Rồi. Mấy em đang đi tắm. Siêu phẩm luôn. Con này mã số 10. Mã số 10, con này mã số 10, mã số 10. Mã số 10. Mã số 10 một con màu đỏ luôn, mã số 10, mã số 10. Số 10. Cứ từ từ thôi, còn nhiều món lắm. Chốt cho chị Mộng Điệp Hồ. Ok. Cái này của cô mà. Trời ơi con định like luôn cái này á. Bao lâu ạ? À. Trời ơi là trời. Tiếp nha. Cái đó bán mà bị mắc à. 15.000 đồng giá túi đầm 15.000. Cái đó bán cái là con này. Mã số 20, mã số 20. Mã 20. Đọc một lần thôi tại vì hàng này hiếm lắm, đọc một lần duy nhất thôi. Trời ơi vừa like vừa dán mà kêu lâu. Thôi bị lâu, đợi xíu nha mấy chị. Con định dán không đưa cái nữa lên chờ ta chốt cái trong thời gian đó con ghi cái đó. Liên tục luôn, lên liền mà. Lên nhanh lắm. Rồi đó cái bắt đầu con hãy ghi hiểu không? Đó đưa thêm cái nữa cái trong thời gian đó chờ chốt cái con tốt đầu con ghi cái tên này. 20 ok chốt cho Tường Vi Nguyễn. Tiếp một cái đầm maxi đi. Thay đổi đi. Đầm maxi. Mã số 1, cái đầm mã số 1, mã số 1, cái đầm này mã số 1. Tường Vi Nguyễn. Cái đầm ok chốt cho Thí Thanh cái đầm. Ủa cái đầm này dán cũng dán vô cũng bấm bình thường. Cái mấy cái giỏ con để ở đây nè, để ta chừng lượm cái giỏ ở đây. Cái giỏ này cái con đánh dấu sao cái đi. Rồi đầm lát con quăng ra đây không, coi quăng chừng lượm. Đó nó lộn với đống này sao. Đầm cho con quăng thoải mái tại vì đầm không có lộn, mình đâu có đầm ở đây đâu. Đầm nãy chốt cho ai quên là Thí Thanh, đúng rồi Thí Thanh. Sáng học con cô tắt cái đèn. Được, không sao. Nhưng mà tắt với không tắt cái nào được không con? Thôi Thôi nha. Thí Thanh, ủa đó cái băng keo dán. Đây này, con dầm quá. Ok hơn phải không? Sáng hơn phải không? Sáng hơn. Rồi, ok. Còn 3 ngày lận cứ lên từ từ, không sao ha. Mình chơi từ từ cháu cũng vậy. Dục sao ta? Đấy. Dục ở đây đi. Đấy. Rồi ok. Dán qua đó. Lên đầm xong rồi lên túi, xen kẽ ha.
Giày chưa có. Giày có là lên luôn đó nha. Có giày dép nữa nha, để ghim. Giày dép ba lô đầm 15.000 lên hết. Chị Ngựa nay chơi lớn mà lên hết. Để ghim lại nha mọi người, chờ xíu ghim lại. Có giày nữa. Đầm, túi xách, giày, đồng giá 15k. Đó. Đó. Áp dụng chia sẻ đó. Để ghim giá cái nào, ghim giá nè, ghim giá nè. Khăn choàng luôn. Khăn choàng ghim lại cái nữa. Khăn choàng có hết. Nè giày nè, lên đôi giày đi. Ừ, lên đôi giày. Lên đôi giày cho nóng nha, lên đôi giày cho nóng không khí cái ơi. Cắt đẹp không? Kéo. Cho con cái cây ống. Cái cây. Họ con dán lên cái này luôn. Con dán lên cái này kêu này luôn. Dán lắp lên luôn á. Trời ơi, ngồi tháo cái này ra nó. Ok, tháo ra. Lên một đôi giày cho nóng nha, lên một đôi giày cho nóng nè. Là phải chấp thiện. Bây giờ con đương đôi lên con phan ghi hiểu không? Rồi xong các đầu chặt. Chắc đè lên quá. Đè lên đi. Đè lên luôn đi. Lên một đôi giày cho nóng nha, 15.000. Trời ơi quá sốc luôn. Quá sốc luôn, sốc quá chịu không nổi, chị Ngựa đi trốn luôn rồi, sốc quá sốc. Chị Ngựa sốc ba lần. Ngựa dây nạch nữa nè. Quá chị Ngựa chịu không nổi luôn. Lên đôi giày nha. Thể thao. Em mắc luôn. Nike, một đôi Nike nè. Đó, quá đẹp luôn. Một đôi Nike nè. Mã số 90, mã số 90. Đó, đọc một số duy nhất thôi. Ai lên trước chốt trước. Mã số 90, một đôi Nike. Mã số 90. Không đọc tới lần thứ hai rồi, một lần thôi. Ai chốt lên liền. Có khăn choàng nữa nha. Trời ơi không cần biết size luôn hả? Thôi khỏi đọc size. Thôi khỏi đi, đó chốt là cứ lấy thôi. Trời ơi có 15.000 à. Nói ngắn gọn không thèm nói thông tin luôn, cứ ngắn gọn mà chơi thôi. Ủa cái cây kia này bấm không được vậy ta. Trời ơi cây này bị kẹt mới ra chứ. Rồi số 90 đúng không? Chốt cho ai? Ai đầu tiên? Trời ơi cây này bị kẹt rồi. Hư rồi. Đang bấm bị kẹt. Giờ 90 nha, 90, 90 để kéo thôi. Thí Thanh. Chốt cho Thí Thanh nha, số 90. Tiếp nha. Rồi một con khăn choàng. Khăn ủa sao một nồi vậy, có cần mở ra không? Đúng. Một nồi vậy luôn hả? Ừ. Hay không, đưa lên vậy là được combo. Từng cái. Không, à, combo luôn hả? Rồi ừ, combo khăn choàng luôn, chơi lớn luôn. 5 cái khăn choàng, combo 5 cái khăn choàng nha. Đó. Mã số 7, mã số 7. Combo 5 cái khăn choàng mã số 7. Mã số 7, mã số 7. Dán đèn lên. Ok. Trời ơi, cái người nhận người ta thấy này sao. Đây, đây, đây. Mã số 7, chờ cái bà Thí Thanh này nhanh dữ. Nha. Ok, nghiện đồ C. Cho nghiện đồ C cái nha. Nghiện đồ C. Ngàn năm một thở. Lâu lâu mới có một dịp thôi mọi người ơi, nghiện đồ si. Không còn cái. Ok. Cái gì đây?
một cái bèo, một cái dây nịt, một cái bèo, một cái bèo. Đó. Cho mã số 13, mã số 13. Cái dây nịt mã số 13, mã số 13. Quá mới luôn, mã số 13. Sợ lộn tên đó. Mười ba, ok, chốt cho Thí Thanh. Một cái túi xách. Túi xách mã số 90. Trời ơi quá đẹp luôn, mã số 90. Rồi đọc một lần thôi. Ai hút ráng chịu. Ok, chốt cho chị Phạm Oanh nha. Tối á, tối con ghi con nhớ đánh dấu sao con ghi tên chứ con đánh cái dấu sao cái để khỏi lộn ở đây. Ôi nãy có cái túi con chưa đánh á. Đầm lê cái gì đây, không phải đầm cái gì đó. Có nón luôn nha, trời ơi quá trời thập cẩm. Em bóc trúng cái nào lên cái đó nha. Lên tiếp cái áo nha. Mã số 5, cái áo này mã số 5 nha. Cái áo mã số 5, mã số 5. Số 5 chốt cho Nghiện Đồ Si. Ok. Gì đây? Cái túi đi, lên cái túi đi. Trời, cái túi da luôn, quá đẹp luôn. Số 17. Cái túi da thiệt nha, số 17 mềm mùi luôn nè. Số 17, số 17 quá mềm luôn, số 17. Mười bảy chốt cho Hương Anh nè. Ok Hương Anh nè. Hương Anh nè, ok. Con ghi mời. Đêm nay còn có mình em chơi hết một đống đồ này luôn. Chị Ngựa đi trốn rồi. Chơi lớn quá đi trốn rồi. Trịnh Hanna thấy nha, thấy nha. Thấy Trịnh Hanna nha. Trời ơi, đã đi trốn giờ mà còn tiếng chập chờn đâu đây. Đi ngồi đi. Lên tiếp cái đầm nha, trời ơi, đầm maxi đẹp quá, đẹp quá, đẹp. Quá đẹp.
đầm maxi, cái đầm maxi đây nha. Đây một cái đầm maxi màu hồng, mã số 14, mã số 14, đầm maxi màu hồng, mã số 14 nè, chiều dài nè, đó, dài quá trời dài luôn. Mã số 14, mã số 14. Trời ơi, tới quần áo là nó bụi thấy ghê. Mười bốn, ok, chốt cho nghiện đồ si. Comment đầu tiên. Combo khăn choàng nha, combo khăn choàng. Mã số 8. Mã số 8. Cái combo khăn á. Không dán cho nó dính không? Đúng rồi, tự cột đó luôn. Có cần bấm không? Dán vô cái đầu nó được rồi. Biết sao mấy anh chị em qua đi bảo quá đó. Cái này bị bệnh đó. Để coi số 8 cho ai đây. Thí Thanh, ok, chốt cho Thí Thanh. Sao xúc ra con túi này quá đẹp luôn. Mã số 40. Mã số 40. Trời con này đẹp quá. Không tin được luôn phải không? Không tin được luôn, 15.000, không tin được, không tin được. Chốt cho Hương Anh nè. Ok, rồi lên một con giày cao gót nha. Có khỏi tháo bịch đi. Mệt. Ai gọi, ai gọi? Con coi. Không. Số bao nhiêu luôn? Không, không phải tin nhắn. Nó chỉ để một tin nhắn hay gì đó, thông báo một tin nhắn. Một con giày cao gót nè. Màu đỏ nha. Số gì? Size 230. Comment số 230 luôn. Con này số 230. Size 230 nè. Đó. Trời ơi 230. Cái gì mà cái đôi dài này 15.000 nè trời. Trời ơi mà lên dèo dèo luôn á. Lên dèo dèo luôn á. Cái này đâu cần sôi động đâu đó, mình chỉ nhẹ nhàng vậy mà lên dèo dèo luôn. Chị lỡ cơ mấy con vào giấc ngủ. À chắc ngủ hết. 230, ok, chốt cho Hà My nha. Hà My, Hà My. Lên tiếp một con áo nè. Trời ơi là trời. Con này số 18 nha, 18, 18. Số 18.
thấy Đặng Trần Thảo Nguyên, thấy Lê Thảo Vi nha. Chốt cho Trúc Dương Hồng Huy. Trúc Dương Hồng Huy. Ok, Trúc Dương Hồng Huy. Chán không ghê. Đây, combo khăn choàng siêu đẹp luôn, khăn choàng combo 5 cái, mã số 5, mã số 5. 5 cái khăn choàng mã số 5. Xoa lên em thấy nha chị phải comment số vô nha. Mã số 5 cho ai? 5 cái khăn choàng. Số 5 chốt cho Nguyễn Xuân Thúy. Ok Nguyễn Xuân Thúy. Này gì đây? Một con đầm dây hả? Con đầm dây màu hồng. Mã số 80. Con này mã số 80. Ủa không phải đầm, cái gì? Suit nha, dạng suit nha. Nguyên một bộ nè. Chum, dạng chum. Mã số 80, dạng chum. Chốt cho hoa đỏ nha, hoa đỏ. Hoa đỏ. Hoa đỏ. Hoa đỏ, hoa đỏ gì? Lên tiếp túi xách đi. Túi sách nha. Mã số 8. Nói đúng một lần thôi. Ai lên là chốt cho người đó luôn. Mã số 8. Ok. Hương Anh Na. Rồi Hương Anh Na. Nhanh quá chị ha. Quá nhanh luôn, vừa mới bước số 8 lên liền. Qua một bên. Con dục mấy cái đó lên cho cô hết đi. Nè, con lại con để nó. Cô ấy rồi, con thấy rồi cho con hiểu không? Nhà chưa nở. Đặng Trần Thảo Nguyên. Máy chủ chị lên trước nha. Tiếp nha, một cái đầm màu xanh dương. Mã số 9. Ngồi giống người cá luôn. Nói đúng một lần thôi, không nói lời thứ hai luôn á. Cái chỗ này nó chậm. Nhanh gọn lẹ luôn. 9 chốt cho chị Hoa Đỗ. Cái này xé hết rồi không con? Ok. Qua đổ. Làm cho con gái phải. Đúng rồi, lâu quá. Một cái vét đi. Thay đổi chương trình. Một cái vét. Vét hoa. Vét hoa. Mã hoa. Nói một lần. Mã là hoa. Đó, vét luôn. Số đi. Bắt ta comment cho. Vậy nó phải có tâm, muốn mua là phải có tâm, phải không? Okay. Đó. Trời ơi, chị Hương Anna comment luôn kìa, cưng quá. Hương Anna ngoài Hà Nội phái vét. Hương Anna. Ok, Hương Anna, trời ơi, lên một cái vét là hốt liền. Này gì đây? Áo khoác, sơ mi, áo sơ mi. Đây nè. Đây, đây, đây.
sót là chết luôn. Áo sơ mi nha. Mã số 4, mã số 4, mã số 4. Chợ này chuyển qua bán quần áo luôn rồi thiệt á. Làm bệnh gì chắc quá. Rồi bữa nay mua quần xinét nữa. Ừ, có luôn. Có người mẫu mặc thử luôn. Cho chị Linh vậy. Ôi trời ơi. Trời ơi. Cái chế Hương này nhanh quá. Ok, chốt cho Hương anh nè. Vừa mới đọc số cái nhảy lên liền á. Mạng ngoài Hà Nội mạnh quá. Sài Gòn chốt lại. Chốt lại. Lên lại cái quỷ đầm ống này đi. Ghét quá. Đầm ống nè, đầm ống nè. Mã số 1 nè. Đầm ống mã số 1. Mã số 1 một cái đầm ống luôn. Mã số 1. Không nói nhiều. Một lần thôi, một lời thôi. Cho cái túi thay đổi không khí chương trình đó. Về thể thao một câu. Cái thằng quỷ số 1 này. Cái túi nha, cái túi nam nè. Mã số 6, cái túi nam mã số 6 nha, mã số 6 nha, mã số 6. Số 1 cho Linh My. Ok. À, thay đổi chương trình nè. Đó, Linh My, trời ơi đội lên bao đẹp luôn. Linh My. Trong những cái chốn này gì cũng tốt. Đâu rồi trời, số 6 gì dữ vậy quá trời, số 6 luôn. Ủa gì vậy con? Sao con ngồi hồi rút gì đi rồi gái? Rút gì? Ủa dạ. Lâu lâu con để ý ra nó có đỏ không nha con. Liếm Bika là ai vậy? Con biết chết liền. Con không biết luôn. Nếu bị ca nãy có đơn mà. Số 6 ok Hương Anna. Chán chị lượm ghê vậy. Người đầu tiên. Chốt cho Hương Anna cái túi. Thôi để cười giờ. Chậm quá hả? Cứ từ từ lấy ra thôi. 3 ngày lận mà vậy đó là chậm. Ê chào đất ơi. Đang ngồi live mà bịt khẩu trang thì cũng kỳ đúng không? Dạ bữa là thích nghe vậy. Giờ là cô hết nhảy mũi. Lên cái nón là thay đổi chương trình. Số 14, số 14. Trời đợi không có hộp. Số 14, 14. Nè, nè, nè con đứng gì thôi, con ghi một tôi. Trời ơi là trời thấy đứt. Thấy cái chị đứt. Nghe nè cưng. Alo. Alo. Cái này sao ta để trên đây. 14 của ai đây? Thí Thanh, ok. 14 chốt cho Thí Thanh cái nón. Đặng Trần Thảo Nguyên ơi, chế bốc đại gì chế lên đó nha em, đừng comment nữa nha. Đòi ba lô. Trời ơi. Bóp đại vậy ta lên đó hả? Số 1 nha, số 1. Cái nón này số 1 nha. Đó. Nón nơ luôn số 1. Số 1, số 1. Cho chị Tường Vi Nguyễn cái nón nha. Tường Vi Nguyễn. Tường Vi Nguyễn. Trời ơi, quá chịu không nổi. Quá trời tin nhắn bên bên. Lên cái ba lô.
mã số 5, cái ba lô mã số 5. Mã số 5. Chốt cho Hà My. Ok Hà My. Một cái bèo. Số 11, cái bèo số 11, một cái dây bèo số 11, số 11. Ok Hà My. Lên một đôi giày lười. Ủa hai này tập hả cô? Ừ. Nói vậy đó. Ừ. Một đôi giày lười nha, mã số 0. Mã số 0, một đôi giày lười, mã số 0, mã số 0. Đôi này chắc phải có cái gì kẹp lại. Không, con dán chiếc được rồi. Thôi kẹp. Thảy qua cột lại, để cột lại. Để không nó bù mờ chiếc này chiếc kia kiếm mất công. Số 0. Cho chị Hương Anna. Ok chị Hương Anna. Áo vest trắng nha, áo vest trắng. 64. 64, áo vest trắng 64. Lên tiếp một con đầm caro nè. Đây. Mã số 7 nha, mã số 7, con này mã số 7 đầm caro, mã số 7. Ok Hà My, chốt cho Hà My. Trời kiếm đâu ra đồ mà có 15.000 nè. Quá trời luôn. 15.000 đồng giá nha, 15.000. Tiếp nào một cái áo thun nam nè. Áo thun nam. Mã số 2, màu tím quá đẹp luôn, mã số 2. Đồng hồ hồi trưa đâu rồi xuống hết rồi. Ngủ tiếp con 4 tiếng. Trời để sót mấy đồ này uổng. Tắm rửa rồi hồi vô. Hồi vô là hết rồi. Hết rồi. Còn gì đâu mà vô. Còn cỏ. Còn gì đâu mà vô. Ok áo chốt cho chị Hương Anna nha. Hương Anna. Má trời quá đất bà Hương Anna. Nhanh. Mạng thành. Tiếp áo áo khoác đi. Áo khoác đen nè. Mã 17, mã số 17.
mã số 17. Vậy hả chị Hương Anna? Không được cái đồng hồ nào luôn hả? Trời, có thấy đâu. Chắc bị ẩn đó chị, không sao? Thấy luôn á. Chị không thấy Hương Anna. Được mấy cái mà. Xuân Diệu ơi, có mấy cái free size nha, không có size nha. Tiếp nha, một cái đầm đính đá quá là nặng luôn. Đính đá nặng chụp luôn. Mã số 4. Trời ơi, cái đầm quá đẹp luôn nè. Mã số 4. Cái đầm mã số 4. Số 4 chốt cho Hương Anna nha. Đó, chiều giờ thu hoạch lại được rồi nè chị Hương Anna. Quá trời quá đất luôn nè. Tiếp nè, một cái đầm. Mã số 6. Mã số 6 còn co giãn được nha. Mã số 6 quá co giãn luôn. Mã số 6. Giờ có gói mì đã ha. Ok, chốt cho chị Hoa Đỏ. Trời, lâu lâu hả thèm mì gói sản á. Vậy nửa đêm cũng nấu mà ăn. Ok, Hoa Đỏ. Nhưng mà mì không có cái thịt. Không cơ. Hành lá nè, tay hành lá được không? Hành hả? Không được hành. Con ăn giá à, không có giá. Thôi ăn không cũng được sao? Mày cũng sao ăn không nữa ha. Hành ăn không quen thôi. Trời vậy hả? Thôi đi kiếm túi sách lên đi, thế cũng thay đổi không khí lên. Được quá trời đồ. LV, túi sách LV. LV mã số 7. LV mã số 7. LV mã số 7. Đâu cần phải vội vàng gấp gáp, cứ từ từ. Trời ơi chị Hương mua lấy quá. Trời chị Hương. Chị Hương đâu có lấy nhiều. Ok chị Hương Anh nè, quá là nhanh luôn á. Chốt bằng mạng wifi Thiên Đình hay gì mà nhanh dữ. Wifi Thiên Đình đúng không? Áo nha, quá xinh luôn. Mã số 1 cho em, mã số 1. Mã số 1 áo dây nè. Cưng, quá cưng. Mình không có hợp mấy cái sexy này. Con của con mặc đồ kính đó đẹp hơn. Cũng đựng kính quá. Nghe túi cái là thấy tiếng sếp xanh liền hả chị Hương Anna? Chị Hương cũng biết nữa hả chị Hương? Nói gì vậy? Chị Hương nói hả, thấy túi cái là thấy tiếng sếp xanh lên liền. Ok, số 1 cho chị Hoa Đỏ. Qua đổ, nãy giờ đọc qua đỏ. Cũng nhé ở chung đó. Ủa vậy hả? Hỏi đi thôi, Hương Anna cũng nhé không? Thiệt chứ. Trời ơi, đầm cưng quá. Đầm có 15 ngàn. Đầm gì mà có 15 ngàn một cái thiệt luôn á, đi ra chợ không có luôn á. Khách ở đâu mua được không á, chỉ có trên trang chị Ngựa mới mua được giá này thôi. Có, nhưng mà không đẹp, không hiểu không? Nhưng mà cái ghê. Đồ mà cái... Đây, một cái đầm maxi siêu dài luôn. Mã số 15, mã số 15, mã số 15. Đọc một lần hà. Tại vì đồ hot không à. Đọc chi nhiều. Tiếng sét xanh. Ba lô mới vào. Giờ lên đầm rồi. Giờ lên tới đầm mình ngồi chờ xíu đi. Đầm.
đầm nhiều quá. Trời lên chừng nào mà... Ok, 15 chốt cho nghiện đồ si. Nghiện đồ si. Đầm đen. Đầm đen đính đá sang chảnh. Mã số 6, mã số 6 một cái đầm ống, mã số 6 mặt trước mặt sau nè, mặt sau nè đó, mã số 6. Chiều dài nè đó, dạng maxi nha, dài lắm. Đầm sexy, đầm sexy. Ai đang xem chấm tương tác nha, không là nó bị ẩn á mọi người. Chấm tương tác đi để không bị ẩn á. Ok, số 6 chốt cho chị Hương Anna nha. Không chấm tương tác là nhiều khi nó bị ẩn. Chấm nó mới nhảy lên. Này áo phải đầm nữa mới nữa nè. Mã số 8 nha, cái này mã số 8 nè. Mã số 8. Hai này con lạc chưa? Rồi nha. Rồi đó. Ủa sao lạc ở đó vậy ta? Nó vừa like vừa đổi cho xong. Đổi mà không nói mã để cho người ta hỏi chơi. Chốt thì lũ đạn. Ờ, lũ đạn vậy đó. Số 8 ai đây? Thí Thanh. Ok, chốt cho Thí Thanh. Có nón luôn nha. Mà từ từ. Thí Thanh. Trời, một cái nón đi biển. Trời, đó. Vừa lai vừa đội nè, cho dân chúng nó thèm mà không nói mã. Đó. Có nón nữa nha. Trời ơi. Nón. Thôi đội này không hợp. Phải để cái máy nữa, hoặc là xả tóc ra mới hợp. Mã số 14 cho em đi. Thôi giỡn thôi, chợ bán chứ ai giữ lại đội làm gì. Mã số 14 đi. Cái nón này mã 14 đi. Chợ đội làm gì, bán chứ. Nón chốt cho Lê Thảo Vi nha. Lê Thảo Vi. Đầm ống nè. Đầm ống màu xám nè. Đầm hoa luôn. Mã số 90. Mã số 90. Trời, đầm hoa dài. Dạng maxi nha. Mã số 90. Đầm ống nè. Mã số 90. Ngày mai bà Linh vô nhìn xám hồn. Hồn một người chơi la. Sao hôm nay mới có món hả? Tiếng sét xanh. Tại hôm nay là tại vì hôm qua Việt Nam, cho nên hôm nay mới có một ngày như thế này. Thắc mắc hoài à? À, thắc mắc thì giả bộ thắc mắc để có comment trôi lên á. Sợ. Ok, chốt cho hoa đổ. Đầm hoa là chốt cho hoa đổ. Đó. Hoa đổ. Bán vậy đó, ừ, bán lụ đạn vậy đó. Thích vậy đó. Bán cũng phải lụ đạn. Ai nói lụ đạn? Không, con tự nói con luôn á. Tưởng đâu cái ủa tưởng đâu cái gì tiếng sét xanh đó. Không, tiếng sét xanh lên thả mặt khóc. Buồn hả? Đầm body. Đầm body da rắn tay dài luôn, mã số 1. Thôi không có miêu tả nhiều, mã số 1. Trời, có 15 ngàn à, quá rẻ à, không có miêu tả nhiều. Đó. Nói mà. Trời ơi, tiếng sét xanh đòi thứ hai đi biển, gửi cho cái nón đi biển à. đâu ra ông nội đi Vũng Tàu rồi, chị gửi cho nó. Ok, Hương Anh nè, chốt cho Hương Anh nè. Trời ơi, nón đi biển của nữ đó ông nội. Ủa, tiếng sét xanh là nữ hay nam mà? Nam. Trời, nam mà đòi nón đi biển của nữ, nãy lai like nón nữ mà. Hồi ơi là hồi. Rồi một cái đầm hoa. Nè, lên này cho sắp nè. Đây, lên cái túi đi. Chụp cái túi. Ăn chúng thèm. Quá là thèm luôn. Một cái túi màu xanh ngọc nè.
Mã số 9 nha, mã số 9 cái túi. Đẹp quá. Đẹp quá là đẹp. Trời ơi, hình trái tim trong đây luôn, quá cưng luôn. Cưng đi. Rồi ok, cho tiếng sét nha. Xách cái đầm này đi biển được, lòng xách cái túi này đi biển được nè. Tiếng sét xanh. Sợ bung ra quá à. Không đâu, con để trong. Ờ, để trong luôn rồi gài. Trong luôn con, ừ, đúng rồi, con đừng để. Mà sợ xúc vô quá. Để trong luôn nha, nhớ là giỏ. Chị Linh có để ngoài ra, chị Linh. Ây da. Lên một cái vest 7 sắc cầu vồng nè. Một cái áo vest 7 sắc cầu vồng. 7 sắc cầu vồng là mã số 7 luôn. Đây. Mã số 7, cái áo vest mã số 7. Mã số 7. Trời ơi, tiếng sét xanh xinh lắm đó, chị này là con gái rồi. Ủa vậy hả? Xinh lắm kìa. Thấy chưa, tới vest là chị Hương Anna bả hốt rồi. Ok, Hương Anna. Còn mấy đôi giày nãy nhiều có không cô, nhiều không con, like có hai đó hết trơn dưới còn đó con. Đầm maxi dây nha, đầm maxi ba lỗ dây nha. Mã số 3, mã số 3, mã số 3, mã số 3, cái đầm siêu dài luôn. Mã số 3. Trúc Dương Hồng Quy. Dạ tiếng sét xanh là nữ rồi em biết rồi. Tội nghiệp không? Hôm nay nó có hỏi cô là nam. Trời ơi, cái chỗ này tội lắm. Là trời. Ôi, bởi vì con còn phải thương mấy chị á. Cưng không? Cưng lắm. Hỏi giờ là trả lời liền. Đúng rồi. Đó, cưng lắm. Ba làm bộ hỏi mấy giờ là trả lời. Ừ. Trả lời dùm luôn á, cưng lắm. Thương. Thương có nhiều đó à. Bởi vì chị ngựa mới chết với mấy em á. Giờ này chưa có đi thương á. Vì chân dài. Ai ai là chân dài. Rồi cái túi luôn, lên cái túi quá đẹp. Túi nha. Trong này có thiếu gì. Mã số 4 ơi, cái túi mã số 4. Mở ra sao? Đó, mã số 4. Mã số 4. Hỏi mấy anh chị ánh sáng gì với bên kia nào ok. Mấy anh chị ơi, em ngồi góc này thấy được không? Ánh sáng ok hơn là góc bên kia đúng không? Để mốt biết like luôn góc này. Khỏi phải chỉnh tới chỉnh lui nữa, mệt quá. Còn không là cho Linh nóc like. Ngồi Linh nóc. Ok không? Trời ơi, lo comment số 4 luôn kìa, không ai thèm trả lời luôn á. Buồn ghê luôn á. Trời ơi, số 4 gì ta, giờ này còn chạy số 4 nữa kìa. Không lẽ giờ lướt đại kiếm người nào không chốt hỏi. Số 4 chứ trời, em hỏi ánh sáng mà. Buồn nhiều quá. Trời, cảm ơn chị Hương, trời ơi, có người chắc trả lời. Chắc đó mà sao. Tiếng sét cao có 1.5 hả? Được vậy rồi. Hả? Lượm cho bớt đi con. Ok, chốt cho Lê Thảo Vy nha. Lê Thảo Vy. Em hả? Em cao có 1.68 à. Ừ. Em cao có 1.68 à. Còn Hà nữa. Hà. Gì đây, khăn choàng đi. Combo 5 cái khăn choàng mã số 5. 5 khăn choàng mã số 5. Về lau bàn cũng còn lời. Đúng rồi, mua về lau bàn còn lời nữa. Trôi son hết trơn. Giờ này là giờ tắm chuyện nè đó. Chốt thì đã li lịa. Không ai trả lời. Ok. Chốt cho hoa đổ nha, 5 cái khăn cho hoa đổ. Trời, cái nón đi. Ở ngoài là chữ boy mà ở trong là chữ girl nè.
đó, cái nón gì mà BD thấy ghê không, ở ngoài là chữ boy, trong chữ girl luôn, không biết nam hay nữ vậy luôn. Cho mã số 1 nha. Vậy hả chị? Trúc Dương Hồng Huy. Trời ơi, 65 là đẹp rồi chị. Em là tại cao quá, cao hổm á. 65 là đẹp à, 60 đến 65 là đẹp. Trúc Dương Hồng Huy 65 hả? Mét 65 đó. Đẹp à? Ừ. Đẹp quá, đẹp luôn. Cái nón BD cho chị Hương Anh nè. Ok, chị Hương Anh hàng kêu cái nón BD luôn. Nghĩ sao ngoài chữ boy trong chữ girl. Ôi ôi là hồi. BD mà cũng chốt. Chốt luôn, chị Hương Anna hốt luôn rồi. Chơi cái gì độc độc tí thôi. Cái này cái gì, cái áo đó ta. Trời ơi, vô tới quần áo bụi quá. Trời, một cái áo sexy lady. Nào mặc trước, nào mặc sau đi trời. Cái này cái gì đây? Cái gì đây? Cái đầm dây, một cái đầm dây đó, cái đầm dây mã số 9 cho em, mã số 9, cái đầm dây khoét lưng nè, mã số 9. Trời ơi là trời hả. Ok, chốt cho chị Hương Anna nha. Hơi mờ rồi. Hơi mờ. Mờ là không phải tại cái đèn đâu. Trời ơi, chùi trôi hết son. Sáng nha. Nè, có người comment hơi mờ nè. Có mờ không mấy em? Vừa ăn cơm vừa chốt luôn nè, trời ơi. Chắc do chơi xong. Đỏ lét nha. Đỏ lét. Chị lên cái gì? Chị lên cái gì đẹp đẹp đi chị. Cái gì cũng đẹp nha. Comment không kịp. Rồi ok, nón. Nón lính luôn. Mã số 2, mã số 2, cái nón lính này, mã số 2, mã số 2, cái nón lính, mã số 2. Gì mà trang sức từ từ, cái nào cũng có, hôm nay thập cẩm mà, trang sức có luôn, ok. Số 2 chốt cho anh đi Trần. Anh đi chồng. Trang sức hả? Okay. Lên một đôi giày đi. Lên một đôi giày để thay đổi không khí chương trình đi. Bóc đại đi. Chúng gì lên đấy. Ủa anh về chưa vậy? Đôi dài, đôi dài. Đôi dài mã số 10, đôi dài mã số 10. Khui ra ta, khui ra luôn đi. Đôi dài này chắc cho nam mới hơi lớn này. Em nhắm cỡ chắc size 40. Size 40 hay gì vậy? Yeah. Size 40 quá cho nam. Số 10, comment số 10. Không thông nè. Trời ơi đứt. Số 10, số 10. Ok, chốt cho chị Nga Nguyễn. Nga Nguyễn.
một cái đầm. À, mặt sau chứ, mặt trước nè. Cái đầm mã số 4. Tiếp một cái beo mã số 7. Cái beo da mã số 7 nha, mã số 7. Beo chốt cho Hồ Hiền. Hồ Hiền cái beo, cái túi đi. Cái túi nha, cái túi. Mã số 15, cái túi này mã số 15 nha. Họa tiếp theo nổi nè. Quá đẹp luôn, mã số 15. Ok, 15 chốt cho Tường Vi Nguyễn. Trời ơi, bụi quá, bụi. Lên cái nón đi. Cái nón nhung Adidas. Nón nhung Adidas màu hồng mã số 2. Ok, chốt cho Nga Nguyễn. Nga Nguyễn. Cái áo mã số 4. Mã số 4. Trời ơi, chắc phải vừa like vừa đeo khẩu trang quá chứ, chứ đồ bụi quá chịu không nổi. Cái khẩu trang con để rồi, sáng để đâu mất tiêu. Có không? Con để trên phòng rồi. Trời ơi, like hết cái đống này sợ bụi vô quá. Ok. Số 4 cho chị Kim Loan Võ. Ok, chào chị Kim Loan Võ. Dạ. Trời, cái này hả, bị cái mũi ghê lắm. Nó sẽ sổ mũi liên tục luôn. Ok, cho em 5 phút nha, lên lấy khẩu trang xuống liền. Còn nhiều đồ lắm. Trời, chưa thấy ai luôn á, vừa like vừa đeo khẩu trang cho sóc nè, cho ngầu nè. Cô cũng đeo khẩu trang không á? Ủa vậy hả? Cô like quần áo, cô cũng đeo nè. Trời, cô ngồi ngoài đó mà cô còn thích luôn á. Tại vì con với cô bị gì hết. Trời ơi, ngồi thích thấy thương. Cô lên, cô lấy con đeo cái cho cô đeo luôn đi nha. Mang cô lên cho con lố. Dạ
Tiếp nào, tiếp nào. Trời ơi, quá ngầu. Trời ơi, tuột hết rồi mấy anh chị ơi, lên lại đi em nè. Có 20 người à. Rồi thôi kệ, bỏ lỡ ráng chịu nha, bỏ lỡ ráng chịu. Hello Mỹ An. Nón. Nón nam. Đó, mã số 5, mã số 5. Một cái nón nam mã số 5. Chim giết trốn luôn, che mặt lại luôn, hết dám lộ mặt ra luôn. Ok, chúc cho Nga Nguyễn, Nga Nguyễn, Nga Nguyễn. Rồi tiếp. Rồi một cái đầm đính đá. Đẹp quá. Đầm body. Đầm body. Cúp. Đầm maxi chứ. Mã số 2 nha, mã số 2 đầm đính đá, mã số 2. Mã số 2. Ok, số 2 cho chị Nga Nguyễn. Tiếp nha, một cái đầm hồng. Mã số 4, cái đầm hồng mã số 4. Số 4 cho ai? Nguyễn Xuân Thúy. Ok, Nguyễn Xuân Thúy. Tiếp nha. Một cái áo von. Mã số 2, mã số 2. Mã số 2 nha, cái áo von mã số 2. Chim Yến, chào Chim Yến. Chim Yến lên lại rồi hả Chim Yến? Chim Yến nhà này ba về tổ. Lên cái túi thôi. Trời ơi, túi gì mà 15.000 trời. Thiệt luôn á. Ừ, thiệt luôn á, không tin được luôn á. Túi nè, trời đất ơi, 15 ngàn nè. Thôi ơi là hồi. Mã số 10.
mồi cho chim yến nha. Combo khăn hoàng cổ, combo 5 cái khăn choàng, mã số 6 combo 5 cái khăn choàng. Trời ơi quá đẹp luôn, mã số 6. Không có gì chim yến, không có chi. Khăn choàng cho Hà My. Tiếp nha, một cái đầm. Mã số 12, cái đầm mã số 12. Chốt cho Diệu Âm. Đồng giá 15.000 nha. Đây. Này chuốt chứ. Một cái đầm choàng cổ mã số 8. Chốt cho Nghiện Đồ Si. Tiếp combo 5 khăn choàng. Mã số 17 combo 5 cái khăn choàng mã số 17. Hãy chốt cho Nguyễn Xuân Thế. Ok, Nguyễn Xuân Thế. Áo thun luôn. Mã số 3. Số 3 chốt cho Hương Anna. Này gì đây? Đầm. Một cái đầm bèo nhúng. Mã số 5 cái đầm mã số 5. Thank you.
số 5 chốt cho Hà My. Ok Hà My. Một cái đầm dây màu đỏ quá đẹp luôn. Số 10. Số 10. Cái này mặc đi chơi Giáng sinh nè. Số 10, số 10. Size XL. Ok, chốt cho chị Hương Anna. Một cái đầm maxi size M. Đầm maxi size M mã số 4. Mã số 4. Mã số 4, một cái đầm dài mã số 4. Số 4 chốt cho Hương Anna. Ok Hương Anna. Tiếp nha, một cái đầm. Ủa đầm hay áo ta? Một cái đầm mã số 7. Mã số 7, cái đầm mã số 7. Cái đầm mã số 11, mã số 11, cái đầm này mã số 11. Số 7 chốt cho Diệu Âm. Ok. Số 11 chốt cho Hà My. Ok, lên một cái ba lô. Một cái ba lô. Mã số 3, mã số 3, một cái ba lô mã số 3. Ba lô da luôn, mã số 3. Quá đẹp. Ok, Mộng Điệp. Chào chị Điệp, chào chị Mộng. Ê chết cha. Nãy giờ quên đánh dấu sao rồi. Nãy giờ cũng quên đánh dấu sao rồi. Để lại một đống đi. Tiếp nha. Này là cái gì đây? Một cái đầm. Một cái đầm cơ rô chuồng bít. Mã số 1, mã số 1, con này mã số 1. Thank you.
Một chốt cho Hương Anna. Ok Hương Anna. Tiếp nè, một cái đầm body màu đỏ có dây cột nha. Có cột dây, mã số 2. Cái đầm này mã số 2. Một cái áo vest màu tím hoa cà, mã số 3. Mã số 2 chốt cho Thanh Ba. Chốt cho Thanh Ba mã số 2. Ok, mã số 3 chốt cho Hương Anna. Ok. Tiếp nha, một cái áo khoác giả vest nè. Áo khoác giả vest nè, mã số 7 nha, mã số 7. Mã số 7 chốt cho Hà My. Ok Hà My. Này đây. Một cái áo cột quai chéo nha, cột quai chéo vô. Mã số 9 nha, cột quai vô, mã số 9. Mã số 15, con này mã số 15. Mã 15. Số 9 chốt cho Phan Anh Thư. 15. 15 chốt cho Hoài Lê. Mã số 4. Ok, số 4 chốt cho Hương Anna. Một cái đầm dây khoét ngực. Mã số 8. Ok, Hương Anna. Lên một đôi giày nha.
đôi giày size 240, mã 240. Đôi giày này size 240, mã 240. 240, 240. Ờ đúng rồi. Trời ơi, đúng rồi. Đúng rồi. Cho nóng luôn. Trời ơi, 240 đâu mà trôi dữ vậy đâu rồi. Chị Điệp, cho chị Điệp. Ủa bên yếu. Ủa sao bên yếu rồi? Nãy giờ cắm không vô hả? Chết cha, còn 10%. Con để ý cái đèn này lượm, cái đèn nếu mà nó không màu đỏ lượm thì thôi. Ôi chết tôi rồi, con pin yếu. Rồi, được. Vô chưa? Sao biết cái này vô chưa? Vô. Trời ơi, pin yếu. Ủa này chốt chưa? Chốt cho chị Điệp. Chị Điệp, mộng Điệp Hồ. Chị mộng chứ. Mộng Điệp Hồ. Coi nha, đèn tắt rồi nó. Đèn chi trời ơi, thấy nghe pin yếu cái hết hồn luôn. Khoan để coi nó biết có đang sạc chưa. Túi về 18. Trời ơi, kêu lô tô trong đây nè. Hiệu Sule nha. 18. Túi mà đẹp dữ trời. Không tin được luôn á. Túi mà đẹp quá trời. Nó có 15 ngàn. Không để em nhào cho em hốt chứ. Ai cho. Trời ơi, 18 quá trời đâu rồi, ai ai đầu tiên, để coi. Chị Điệp luôn, ok, 18 cho chị Điệp. Không có, này là mình comment đầu tiên là mình cho à. Rất là fair lay. Đó. Túi rồi, được xen kẽ đi. Trời ơi, đồng. Đầm dây, một cái đầm dây, mã số 9, mã số 9, mã số 9, mã số 9. Mộng Điệp Hồ, ok, Mộng Điệp Hồ luôn. Chế nhanh quá, chế thật là quá nhanh, quá nhanh. Chế mộng nhanh quá. Mộng nhà nào ghê. Quá nhanh. Ra bắt ghê. Ra bắt sao mạnh dữ không biết. Chắc ở nhà ở gần cái sông, cái biển. Ừ. Xài wifi cung đình, đã nói rồi. Xài wifi cung đình không à. Cung đình đâu đó với cái cung đình. Một cái đầm dây xè cưng quá. Mã số 10, mã số 10, cái đầm dây mã số 10. Trời ơi nó xúc nữa là mã số 10. Để cái khúc này là thế nào cũng đụng vô cái tay, dơ cái đầm lên là đụng. Mã số 10 nha. Ok. Wi-Fi Mỹ hả chị? 13G. Số 10 cho chị Mộng Điệp Hồ luôn. Quá nhanh quá nguy hiểm. Quá nhanh quá nguy hiểm. Nãy giờ mấy cái túi đó là con chưa đánh dấu sao. Sợ lộn vô đóng túi kia. Mấy túi đó đó chưa đánh dấu sao. Đánh đi. Để lựa riêng nha, lát đánh lại. Chứ lộn chứ. Túi hồng, túi hồng. Mã số 16. Rồi nói đúng một lần đấy.
Rồi đây đây là chương trình chị đẹp đấu với chị Hương Anna. Chị Mộng Điệp Hồ đấu với chị Hương Anna. Trời giá ai comment trước nào? Ok, chị Mộng Điệp Hồ. Chúc mừng, chúc mừng. Chị Mộng đấu với chị Hương Anna hả? Đây. Đầm sơ mi hoa. Số 70. Nói một lần thôi, nói một lần thôi. Chị chịu thua Mộng luôn hả chị Hương? Chốt cho Huệ Huệ. Ok, Huệ. Ủa? Đây. 65 là con này 65. Cam lè luôn. Con này 72 nè. Đầm nè, dày quá dày luôn, 72, đầm dày. Có khẩu trang vô đỡ được không? Đỡ được chút. Huệ Huệ ơi, inbox Messenger nha. Cho đầy đủ thông tin. Trời, hai con đầm này đẹp mà không ai lấy hả? Con này 60 nha. Mã số 60. Đầm sơ mi nha, mã số 16, một con đầm sơ mi nha. Con hồi nãy hả? Hồi nãy chốt cho Hương Anh nha. Ok Hương Anh nha. Cho chim yến. Chim yến quay lại rồi. Ok chim yến. Một con thun gài nốt. Mã số 20, con này mã số 20, thun gài nốt nha, mã số 20.
một con sơ mi. Ủa đầm ngủ chứ hả, con này đầm ngủ nè. Mã số 15. Chào Chi Huyền Phan. Làm cho Sapphire Ngọc nha, Sapphire Ngọc. Inbox Messenger đầy đủ thông tin nha. Tiếp, đầm body, đầm suông. 60, con này mã 60. Chốt cho Diệu Âm. Ok Diệu Âm. Diệu Âm. Một con túi xách. Mã số 7. Bảy chốt cho Hương Anh à, Hương Anh à. Nữa là dục vô nữa. Lại không đánh dấu sao là la. Đây. Mã số 40, con này mã số 40 ren lưới nha. Chốt cho Hà My. Ok Hà My. Số 62. Con này số 62 nè. 62. Đầm maxi dây 62. Con này số 70. Áo cánh dơi nè, 70. Chốt cho Kim Lan Võ. Ok, Kim Lan Võ. Mặt trước nè, mặt sau nè. Mặt sau nè. Mã số 0.
số 0, mã số 0. Mã số 15, mã số 15. Mã số 15 nha, con này mã số 15. Chốt cho Nguyễn Xuân Thúy. Ok Nguyễn Xuân Thúy. Đây. Một cái vỏ da. Số 60. Ok, chốt cho chị Mộng Điệp Hồ. Cái vỏ nha. Số 10, cái vỏ số 10. Mời cho chị Kim Loan Võ nha, chị Kim Loan Võ. Tiếp nè. Đầm chữ V nha, mã số 13, mã số 13. Mã số 13. Áo vest màu vàng nha, đằng sau có dây nè. Áo vest nha. Mã số 9. Một cái túi nhỏ xíu đi chơi nè. Mã số 15. Mã số 9 cho Hương Anna nha. Cho Lê Thảo Vy. Ok Lê Thảo Vy. 15 cho Lê Thảo Vy.
một cái chum, chum màu đỏ, mã số 8. Hoài Lê, ok Hoài Lê. Hoài Lê, Hoài Lê. Áo cánh dơi nha. Mã số 14, mã số 14, áo cánh dơi mã số 14. Chưa Minh Huy thấy nha. Mà comment sao nha. Cái này mã số 9 nha, mã số 9. Số 9 chốt cho Nguyễn Xuân Thúy. Ok Nguyễn Xuân Thúy. Ba lô. La 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 la. Ba lô, ba lô, ba lô, ba lô. Số 3. Bình thường ba lô là nhiêu cô? 135. Túi xách ba lô là tầm giá 135. Quá sốc. Thứ là phải giữ lời chứ. Thứ mà em lúc con là gì? Chốt cho Kim Lan Võ. Ok, Kim Lan Võ. Thế mà chị làm rồi chết. Đó, Kim Lan Võ. La 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 la. Đây nhà mình sạch quá hả? Con dọn đó. Hay quá. Đây, riêng 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 riêng. Chum, cái này cái chum nha, chum riêng trắng nha, cho mã số 7, mã số 7, mã số 7. Tung tăng tung tăng tung tăng. Cái da đúng một cái mặt đẹp. Mã số 7 ui hết rồi. Nè, đưa con nó này lên. Từ từ. Thì mình phải để từ từ. Giấu gì mà cũng hết thôi. Trời ai vậy ai vậy. Số 7 với chị Hương Anh nè. Ok Hương Anh nè. Thấy rõ không đi gái? Hương Anh nè. Trời lo chốt đồ không nè. Không trả lời đâu đừng hỏi. Quên luôn rồi. Ố là la. Trời ơi siêu phẩm. Ố là la. Quá cưng luôn. Mã số 0. Không còn con nào nữa đâu. Cho mã số 0 đi. Tuần sau là 135 hết. Vì tuần sau qua ngày là 135 liền. Số 0, số 0. Quá là độc luôn. Có 15.000 nghĩ sao đó. Qua ngày cái là 135 liền. Ok tiếng sét xanh. Chốt cho tiếng sét xanh. Ê chết cha dục lộn. Trời ơi sao con hay dục xuống đống đồ đó quá. Cô lấy một cái đó thảy ra đây. Để lát đánh dấu sao. Quen thói à. Cái đầm da beo. Đầm da beo. Đầm da beo cột cổ. Mã số 19. Đầm da beo cột cổ. Mã số 19. Mã số 19. Mã số 19. 19. Ây da.
19 19. Trên con vậy á. Ngày hai lần á, tại bu nó ăn hai lần là cũng phải lo hai lần. 19 chốt cho Hoài Lê. Ok Hoài Lê. Con gấp cái này lên cho. Gấp sao? Nè, có phía sau kẹp lại. Không. À đúng rồi. Một cái đầm riêng đó. Con ăn trứng không? Cũng được. Đầm riêng. Trứng mà cô không có chiên nha. À trứng đập vô luôn hả? Thì nước phải sôi thiệt sôi nha con, hơi chín chín. Trứng gà hả? Trứng gà nhỏ nhỏ thì nó tái tái. Trứng gà sôi. Ok. Cái trứng vịt tần. Dạ. Đầm riêng nha. Mã số 14, mã số 14, à, cái này là chum, đó, có quần nữa, mã số 14. Kêu chum tưởng không chum. Chum là hả, áo liền quần là chum, gọi là chum. Tưởng không chum bên này. Không nhọt nữa. Ok, chốt cho chị Kim Loan Võ nè. Kim Loan Võ. Rồi, một con dạ quang luôn. Đó, sáng chói luôn. Mã số 10, sáng chói mã số 10. Mười chốt cho Lê Thảo Vy. Ok Lê Thảo Vy. Ai comment trước là chốt người đó nha. Này số 20, mặt trước nè, mặt sau nè. Số 20. Hello Kitty. Đồ Hello Kitty. Mã số 15. Đầm Hello Kitty mã số 15 nha. Mã số 15. Hai mươi chốt cho Annie Trần. Ok Annie Trần. Mười lăm chốt cho Hoài Lê. Hoài Lê. Một cái áo vest màu đen nha. Áo vest màu đen. Mã số 9. Áo vest màu đen. Mã số 9. Quệ Quệ ơi, đừng có comment liên tục. Quệ Quệ ơi, thấy mà. Chính cho chị Hương Anna. Hương Anna. Dục qua đây. Hương Anna.
nè. Đầm Xuông 17, mã số 17. Mười bảy cho Xoa Lê. Ok Xoa Lê. Túi mây mã số 1, mã số 1. Số 1 cho chị Mộng Điệp Hồ. Đầm ống nha. Đầm ống. Mã số 9, đầm ống xòe, mã số 9. Mã số 17. Mã số 17. Mã số 9 chốt cho Ero Ngô. Ok Ero Ngô. Nha, áo vét mã số 30. Áo vét mã số 30. Thấy nha, Diệu Âm thấy. Chốt cho chị Mộng Điệp Hồ. Mã số 19. Mã số 22, áo thun màu hồng, mã số 22. Mười chín chốt cho Xoa Lê. Chốt cho Hương Anna. Con 75. Đầm 75, đầm dây số 75.
75 cho chị Mộng Điệp Hồ. Ok chị Mộng Điệp Hồ. Ok Mộng Điệp Hồ 67. 12. Cái bóp hoa mai 12. Cho nghiện đồ si đi, nghiện đồ si. Đầm maxi 79 nha. Thấy Hòa Minh nha. Nga Nguyễn, nãy giờ mới thấy Nga Nguyễn nha. Cho nghiện đồ si. Ok nghiện đồ si. Con này 62 nha. 62. Cho Mộng Điệp Hồ. Ok Mộng Điệp Hồ. Số 9. Áo này số 9 nha. Số 9. Số 9 cho nghiện đồ si. Ok nghiện đồ si. Cái áo này sao ta? Đây. Số 15. Đầm chéo quay nè. Số 15. Số
số 15 cho nghiện đồ si. Cái nón nha, nón. Số 0. Số 0 cho Thu Quỳnh. Ok, Thu Quỳnh. Thu Quỳnh. Combo 5 cái khăn số 7. Số 7 cho Nga Nguyễn. Ok Nga Nguyễn. Số 16. Mộng Điệp Hồ. Con chum này 62 nha, 62. Cho Hương Anna. Ok Hương Anna. Số 50. Cho Mộng Điệp Hồ. Ok Mộng Điệp Hồ. Áo vest. 18. Mã số 18 áo vest.
18 cho Hương Anh nè. Ok Hương Anh nè. Một cái đầm màu đen. Mã số 20. Cho Hoài Lê. Ok Hoài Lê. Hoài Lê. Một cái đầm mã số 76. 76 cái đầm. Cho Kim Loan Võ. Ok Kim Loan Võ. Cái đầm 62. Cho Nga Nguyễn. Ok Nga Nguyễn. Nga Nguyễn. Cái nón 14. Cái nón 14 hay quá. Trong cái túi có một nùi này luôn mà không chịu lấy ra. Trời ơi. Hay đập mà. 14. Trời ơi ngon quá. Ớt, con thích ớt. Biết không? Cô biết thôi, con thích ớt. Cắt ớt vô. Mà cô không dám cắt, biết không? Cô sợ ra. 14 cho Huệ Huệ. Cắn ăn luôn đi. Không, con ăn lấy vị chứ dám cắn, cắn cay lắm. Huệ Huệ, ok Huệ Huệ. Cắt không? Có kéo nè. Kéo cắt cà tông rồi sáng thôi. Dạ. Được rồi, để con dầm vô được rồi, Huệ Huệ. Trời, hấp một miếng cho ấm lòng được chiến sĩ cái nè. À, cục này nó nè, biết không? Ờ, quên đó, còn cục đó nữa. Cục này mới bổ. Lòng chiến sĩ lạnh teo. Ấm lòng chiến sĩ mới chiến đấu nổi. Xèo xèo rồi sủi lơ rồi. Mời đi, mời đi. Trời ơi, kỳ quá. Mời anh chị em nha. 70. Đầm này 70. Ở đây nè, còn cái này 70, 70 là nó 70 nha. Cái nước này mình đổ vô trong nó mặn phải không con? Để dạ. Con ăn cái nước này coi mại không anh. Nè nè nè. Mới nấu luôn. Ok, thank you. 70. Chào mấy cân. Mấy môi cho ai vậy? Cái phương khai ánh sáng đẹp. Ero ngô. Ok, Ero ngô. Trời ơi, vừa like mà vừa ăn có kỳ lắm không? Ok, Ero ngô. Mời mọi người ăn tối. Làm sao để thấy đây? Đó. Ớt nè. Bò viên. Mì. Trời ơi. Cho em khoảng 10 giây nha. Đây à, tóc thôi. Quá trời quá đất. Quá nhà này quá sạch.
miệng. Chị cũng đang nấu mì á trời ơi. Giống chị ai vậy? Ai vậy? Kêu nghỉ 10 phút ăn đi kìa. Không đẹp không? Thôi. Đúng rồi. Nhìn là biết. Bắt đầu trả lời. Thấy nha Minh Ngọc. Chị coi nước mặn chưa? Thôi vừa đó bỏ vô quá là mặn. Đúng là cô chả thích ăn mì này nè, con hiểu không? Cô thích ăn mì giấy. Mà không có. Không, tại hôm nay thèm mì, chứ ngày nào cũng ăn sao chịu nổi. Ai à? Ai? Minh, ai á? Nguyễn Thị Thanh là ai á? Là ma. Chả biết nữa. Chọn được con roi nè, mang luôn đi. Dữ rồi. Lên đôi giày. Nghỉ hai chung, nghỉ 20 phút hả? Tiếng xét xanh nghỉ 20 phút chị Diễm. Chắc đi đâu vậy? Đi xã hả tiếng xét xanh? Cả nhà tranh thủ ăn cơm đi nè. Nhá luôn nè. Lên một đôi giày hồng nha. Lên một đôi giày hồng nè. Tiếng xét xanh đi xè. 5 phút nữa là lên một đôi giày hồng đó. Dạ gái. Kè gì tới 20 phút dữ vậy nội. Tiếng xét xanh nghỉ ăn cơm. Ok. À, ăn cơm đó hả? Ngồi lang bang theo mấy em luôn rồi đó. Về nè. Nhiều rồi ăn chưa? Cô ăn chưa? Không, không ăn. Cái hả? Tự nhiên không đói. Chú khôn mua đồ ở nhà quá trời mà không ăn. Thôi ăn ăn xong đi rồi lên cái con quỷ này. Hot quá. Con này chưa gì đã hỏi. Không, chị ngựa vô không? Chị ngựa vô đi. Thôi, chị ngựa đi. Chị ngựa. Chào 17 em đang xem. Chưa đọc mã nó vô chốt vàng hồng rồi. Quá trời quá lắm. Cái chống này là ngon bổ rẻ là được. Thằng em thân yêu mà thương. Có nào giờ mới dài 5.000 đôi. Thôi cho thà cho luôn 5.000 làm cái gì. Thì đó. Việt Nam vô địch đi. Ở banh cho mấy em được nè. Chị ngựa đi xuống kho nè. Ok. Được không con? Nhìn gì có chói không? Chói không con? Ai mà thấy khổ gì? Sao vô trống này khổ quá mấy em. Ăn cái tướng không có sang. Cho chị đôi hồng kìa. Quà lê. Ai cũng đòi nó hồng. Còn con đôi hết rồi. Đâu? Còn ở đâu cuối cùng mà. Không còn nữa rồi. Để ăn xong lên bất chợt cái ai comment trước cho luôn. Rồi con ăn cái ăn này không? Không. Rồi con xử nó luôn. Đôi giày hồng chắc cỡ size 40 nha mọi người. Không. 38 à. Cái gì 38 bự dữ hả? Ờ, 38 240 là size 38. Không, ý con nó size 40 luôn á. Không, dữ vậy. 38, 39 là hết. Này nó để size mới ghê chứ nhắm chừng à. Trời ơi, 7:40 rồi. Quá trời. Xong nó đi, tắt đi, xong rồi lên. Đi rước bu. Giờ này bu hết. Hồi nãy đi nghe không nghe tiếng bu luôn. Tới giờ rước bu rồi. Má. Làm cái gì á? Bỏ bu sáng giờ lăn lóc rồi tội nghiệp á. Bu giờ này chắc bu đời đó. Trời ơi, chị Thu Quỳnh đợi em luôn hả? Sao tại đã có nên nói con chốt bất chợt á, cái chị Thu Quỳnh đợi luôn. Trời ơi. Thu Quỳnh sao dữ dội. Thu Quỳnh thì cũng dễ thương. Thu Quỳnh nhận hàng chưa?
con đưa cái đầu con lên cho nó coi. Ok. Đúng rồi. Nay xả hàng 15.000 bởi nhịn đói luôn. Nhịn đói để theo dõi em hả? 15 mà còn tiền đâu ăn ngon vậy. Đó, nay 15 là phải ăn chị mì rồi. Cũng đi bụi luôn à. Mốt mà Việt Nam vô địch cái ăn nhịn đói luôn á. Nay còn ăn được mì chứ mốt Việt Nam vô địch nhịn đói luôn. Trứng cô làm gì có chín rồi. Sống hả? Sống. Con biết sao chín không? Chín phải nấu được. Đúng rồi. Để lên bếp ga. Hồi sợ con đói không? Để bếp ga nó sợ chín 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 quéo luôn. Mọi người biết gì không? Đây ớt. Ớt 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 ớt. Để cho có màu thôi chứ không dám ăn. Để lấy hương vị thôi chứ em không dám ăn. Sắp xong rồi nha mọi người. Em ăn sắp xong rồi nha. Chuẩn bị đôi vàng hồng nè. Lên sàn đôi vàng hồng nè. Chị Điệp chốt bát mì 50.000 tiền ship. Đặt Grab Food nha, 50.000 tiền ship Grab Food. Trời lát quăng rớt luôn rồi sao ta. Cái người dơ quá. Mấy giờ rồi, 7:43. Ok. Em lên tầm khoảng 15 phút nữa, đúng 8 giờ em ao nha. Còn bao nhiêu hàng em lên, ngày mai, ngày mốt em lên tiếp. Đúng 8 giờ em ao nha. Ok. Đôi vàng hồng nha, cho em mã số 1. Mã số 1. Ok, chị Mộng Điệp Hồ lên nhanh nhất nha. Em cho chị Mộng Điệp Hồ nè. Mộng Điệp Hồ lấy số 1. Tiếp nha. Mã số 17. Con này mã số 17. Mã số 17. Xin chào Second Hand Senka. 17 cho Huy ra. Nhanh gọn lẹ luôn. Em 8 giờ em xuống rồi. Mã số 6. Trái tim mã số 6. Ok, Huy ra mã số 6 luôn. Quá nhanh. Hai cái túi. Ba lô đi. Ba lô. Ba lô. Mã số 70. Ba lô mã số 70.
chốt cho Mộng Điệp Hồ nha. Ai comment trước thì em chốt nha, Mộng Điệp Hồ. Đầm nha. Mã số 1, mã số 1. Cái đầm mã số 1. Tiếp nha. Mã số 6, cái đầm chữ V, mã số 6, mã số 6. Số 6 cho Erongo. Tiếp nha, một cái chum nha. Một cái chum áo liền quần màu xanh ngọc. Mã số 15, mã số 15. Có dây cột nữa là mã số 15, một cái chum liền quần. Chu Minh Huy bị ẩn rồi nha. Bây giờ mới thấy à. Giờ mới thấy Chu Minh Huy thôi. 15 chốt cho Huy ra, ok Huy ra. Ba lô, không phải túi sách. Mã số 8, mã số 8. Túi sách lưới, mã số 8, mã số 8. Cho tiếng sét xanh nha, ok tiếng sét xanh. Áo khoác nha. Áo khoác, áo khoác. 15, áo khoác 15, 15, 15. 15. Cho Nguyễn Xuân Thúy. 15 cho Nguyễn Xuân Thúy. Mã số 99, cái túi sách mã số 99. 99. Chốt cho Lê Thảo Vy, ok Lê Thảo Vy. Túi sách màu trắng 72, 72, 72. Chốt cho Nguyễn Xuân Thúy. Nguyễn Xuân Thúy, ok Nguyễn Xuân Thúy.
một cái áo ôm eo nha Ren. Mã số 3, mã số 3. Một cái đầm body ôm màu đen nha, đầm body ôm màu đen. Có dây kéo. Mã số 9, đầm body ôm xòe ở dưới nè. Mã số 9, mã số 9. Số 9 cho Hương Anh nè. Ok Hương Anh nè. Số 70, con này số 70, 70. Cho tiếng sét xanh nha, tiếng sét xanh. Tiếp nè. Số 100, số 100, 100, 100. 100. Một trăm cho Mộng Điệp Hồ. Ok Mộng Điệp Hồ. Ba lô, ba lô. Số 7, số 7. Số 7 cho Mộng Điệp Hồ. Ok Mộng Điệp Hồ. Đây, một cái đầm body dạng suông. Mã số 90. Mã số 90, đầm body 90. Sáu mươi bảy, con này 67, 67. Chín mươi cho Ero Ngô. Ok. Cho Mộng Điệp Hồ. Ok Mộng Điệp Hồ. Một cái chum. Số 13, số 13, 13 cái chum 13. Số 13. Tranh thủ nha mọi người, 5 phút nữa em xuống rồi, 5 phút nữa em xuống rồi.
13 cho Eru ngô, ok. Số 235. Cho khỏi nhanh chậm luôn, số 235. Quá đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Cho ai đây, nãy giờ chưa có đây, cho ai đây? Cho Trương Minh Huy đi. Ok, Trương Minh Huy. Cho người cái cho vui. Trương Minh Huy. Ok. Trương Minh Huy. Trương Minh Huy. Ok, cái này mã số 176. 176. Nãy giờ ai chưa có nè. Cho Đào Viên Minh Đào đi. Đào Viên Đinh Đào. Ok, Đào Viên Đinh Đào. Rồi chưa? Cái túi cuối cùng. Cái túi cuối cùng em ao đây mọi người ơi. Cái túi cuối cùng à, hai cái lận. Còn hai cái cuối. Hai cái cuối. Đây. Số 319, 319, 319 màu kem. Cho Rosie Nguyễn, ok Rosie Nguyễn. Rồi con cuối cùng, con cuối cùng. Ủa? Con cuối cùng. Mã số 485. Con cuối cùng 485. Cho Lê Thái Hòa chơi. Cho Lê Thái Hòa chơi. Rồi ok. Còn ngày mai nữa mọi người đừng lo. Túi sách đồ ngày mai còn nhiều lắm mọi người đừng lo. Túi sách quần áo nón còn nhiều lắm. Ok bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chị Mộng Hồ đẹp hí hí à. Ha ha nữa. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nha. Chờ em like từ sáng giờ, 9 giờ sáng rồi, 9 giờ sáng. Ô lộn. 1 giờ chiều chứ. 1 giờ chiều. Ngày mai hả? Ngày mai không biết mấy giờ nữa nha. Nhưng mà chương trình sẽ tiếp tục. Còn tiếp 15.000 luôn, còn tiếp 15.000 mấy chị đừng lo nha. Không nên lay đồ bởi bụi quá. Chúc mấy anh chị buổi tối vui vẻ nha. Chúc mấy anh chị buổi tối vui vẻ nha. Chào mấy anh chị yêu. Chào. Bye bye. Bye bye mấy anh chị yêu dấu. Bye bye. Bye bye.
Bye bye, bye bye. Bye mọi người, bye bye.